cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Phát hiện thêm 94 F0, Cần Thơ thành lập thêm bệnh viện dã chiến. Ngày 13 tháng 8, Cần Thơ có 94 F0 mới trong ngày. Thêm một bệnh viện dã chiến của thành phố được thành lập với quy mô 800 giường. Theo đó, các F0 mới gồm có 60 trường hợp phát hiện trong khu cách ly và 34 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. Rà soát, truy vết được 55 F1, 68 F2. Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, sau 5 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng diện rộng trên địa bàn 9 quận huyện của thành phố. Tại cộng đồng, lực lượng lấy mẫu đã lấy được 250 mẫu đơn và 74 mẫu, gộp 2, 1 mẫu gộp 3 test nhanh dương tính. Xét nghiệm PCR có 242 dương tính, 181 âm tính và 117 mẫu đang chờ kết quả. Còn tại khu cách ly lấy được 533 mẫu đơn test nhanh dương tính. Xét nghiệm PCR có 117 dương tính, 356 âm tính và 60 mẫu đang chờ kết quả. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 6 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Bệnh viện này trực thuộc Sở Y tế với quy mô 800 giường, trụ sở làm việc đặt tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, phòng tổ chức cán bộ, Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 250, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế và đảm bảo các điều kiện tổ chức, hoạt động của bệnh ung bướu thành phố. Phạm vi hoạt động bệnh viện là tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 1, 2, 4 và 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.